cái đứa em khác, đứa em ở trong tri tôn nó cũng có mới có 5-6 tuổi gì đó, 8 tuổi thì nghe 8 tuổi đó, và nó cũng thuộc kinh kệ, nó cũng đọc lào lào trên giáo lý thầy đó. Rồi bé Như Ý, rồi nào là bé Kim Chi, nào là cái nhóm tiểu nhóm sen nhí đồ đó, thì anh thấy là những cái đứa cháu mà nó có thiện căn mà cha mẹ đã cho ăn chay đó, rồi tánh tình thì rất là ngoan hiền đó, rồi thuộc giáo lý thầy đó, rồi lên diễn đàn cũng gặp bà con trao đổi, cũng kể những cái mẫu chuyện bên thầy, thôi ôi mình thấy thương biết bao nhiêu mà nói, phải không? Đúng, thì bé Tường Lam cũng như vậy. Nhưng mà có điều ở đợt gần đây thì em chỉ xem để mình biết, mình học thêm những cái sự việc hiện tượng ở thế gian, rồi từ đó đó mình cố gắng coi mình có thể là mình dùng cái trí năng mà Đức Thầy dạy mình, đó là đem hết trí năng tri cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét tránh sự lạc lầm trong khi phê đoán bất cứ việc gì dù của mình hay của khác. Thôi chúc cho anh Năm với tất cả chư quý đồng đạo mình luôn luôn lúc nào cũng được sống tịnh an trong từ quan của Phật Pháp, gia đình luôn được an lành, ấm no, hạnh phúc, phước huệ tròn đầy, đạo quả viên dung và Phật quả sớm viên thành nha. Cảm ơn Đại Nghĩa rất nhiều nha. Cái buổi chia sẻ bài nói chuyện hôm nay rất là hay. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh YouTube của Năm Việt và Đại Nghĩa nha. Xin chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hân hạnh xin chào huynh đệ, lâu quá mới gặp nha. Cái này khỏe không? Khỏe. Rồi cái này nghe nói đi làm chiếc xe hốc đinh hay gì đó. Rồi như thế nào, có làm việc từ thiện không? Khỏe quá rồi. Bây giờ xe hốc đinh sao, tôi nói nghe coi. Thì con Phật mà anh. Thì Phật dạy mình khi tu hành, mình lập thân bồi đức thì chỉ có một cái là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Hay bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đao phước thì nên. Đối với người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân theo giáo lý của Đức Thầy, thì Thầy dạy mình làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, với rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì ngoài hàng ngày mình lo công việc mưu sinh cho gia đình, lo làm ăn, sốt sắng lo làm ăn, nhưng mà bên cạnh đó thì hướng về tâm linh đó, thì cả một gia đình mình nếu từ trên tới dưới thượng hòa thì mình cùng phải lo tu hiền chân chất, thì đó là cái tiêu chí của người cư sĩ tại gia. Cho nên ngoài cái công việc mà mình đi học hành truyền hàng ngày thì mình phải cố gắng thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Thì lời huấn thị của Đức Thầy cũng giống như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, một mệnh lệnh mà tất cả những lạc nhân ở cõi thế này khi muốn thành công thì phải nương vào cái lời huấn thị đó, thước đo thánh giáo lượng đó, để hàng ngày mình cố gắng mình gắn gỗ, mình đáp đền cho nó trọn vẹn cái lời niềm ăn nghĩa toàn đền nhất là. Hay quá. Bây giờ mình nhớ một đoạn nào đó Đức Thầy như trong Tôn Chỉ Hành Đạo, nếu có đủ không đủ tài đủ sức thì không làm gì nguy hại đến xã hội đó. Cái câu đó nghĩa là mình tâm đắc, mà mình nghĩa là chánh văn mình không thuộc, cái câu đó là thầy nói là rất rõ đó. Câu đó thì em nghĩ là nằm ở trong ân đất nước. Thẳng như chưa đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ suất đến đổi cho nước nhà phải đau khổ, và hay đừng giúp sức với kẻ ngoại địch gây sự tổn hại cho đất nước. Đó là ta đền ơn đất nước vậy. Đó, đó là chánh văn của Đức Thầy trong tứ ân đất nước mà Thầy dạy. Bởi vì tất cả những gì Thầy đã chỉ nó rõ ràng, nghĩa là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, rồi dạy đạo lý, nghĩa là đâu đó là tam tạng kinh điển là có đầy đủ hết rồi, nghe là vậy phải không Đại Nghĩa? Dạ. Đó.
chừng giáo lý của Đức Thầy là tinh hoa Phật Pháp mà. Thầy đã nói rút trong các luật các kinh thì làm không ép làm anh dẫn này. Cho nên kinh luật lần thì Đức Thầy đã rút hết rồi. Đức Thầy chỉ có cái nhiệm vụ là ngày chuyển tải từ cái tiếng Phạn, từ cái âm Pari Sanskrit để trở thành là cái tiếng Việt cho tất cả mọi người dân Việt đều đọc và hiểu rồi cố gắng làm theo. Thì nói chung là tạo chúc cầu minh, đọc kinh cầu lý. Mình đốt đuốc thì để là cho có ánh sáng, mà học kinh là để biết được những cái giáo điều mà Đức Phật dạy, rồi hiểu được rồi mình mới hành được. Thì thực hành theo giáo điển của Ngài thì sau này mình cũng giống như Ngài, là những vị Phật Bồ Tát, hay hoặc là tu hành không Phật thì tiên, không dương thì bá của Quyền Công Khanh, tức là làm người dân Phật quốc thì cũng là có đủ cái chuẩn để sau này mình có được cái thiện duyên. Rồi mình nghe được lời Phật thuyết thì từ từ cái huệ mạng của mình nó tăng trưởng thêm, cái phước đức mình nó sẽ dương lớn thêm, rồi mình thành tựu đạo quả trong tương lai. Nếu đó là cái lập thân nuôi chí mà mình cần có thì em nghĩ là điều thành tựu hết. Theo anh nghĩ như thế này nè, mỗi câu giảng của Đức Thầy là một pháp tu. Thí dụ như câu mà bây giờ cái câu đầu tiên á, trong quyển một cái gì anh thì chánh văn anh nhớ không rành. Như là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, cái đó là cũng một pháp tu đó. Theo anh nghĩ là khai ngọn đuốc rồi từ bi chí thiện, bốn đức tính đại đức của nhà Phật nữa. Đâu em triển khai cái phần câu đó là một pháp tu, như là anh nghĩ vậy đó. Là em nói thử câu đó là sao thì quyển Giác Mê Tâm Kệ là quyển thứ tư mà Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm 1939, dài 846 câu, thì thể Thất Ngôn Trường Thiên. Thì nói chung khi mà mình nhắc đến quyển Giác Mê Tâm Kệ thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hay là những cái người mà người ta quý mến giáo lý của Đức Thầy, thì ai cũng biết đó là một cái quyển kệ mà đi vào trong nội tâm của mỗi con người. Bởi vì trong đó Đức Thầy cũng đã tiên liệu cho mình biết về ý thức vô thường nè đó, rồi về bát nhẫn, bát chánh, tứ diệu đế đó. Thì những cái pháp tu đó là những cái pháp tu rất là căn bản trong giáo lý nhà Phật. Hai nữa thì có một cái pháp môn mà thiền tịnh song hành. Thiền thì Đức Thầy dạy mình một cách thiền rất là dễ hiểu, mà nó rất là thực tế. Mà khi nghe rồi đó thì người ta thực hành theo thì người ta chứng ngộ được đến Như Lai tối thượng nhất thừa thiền. Đó là gì? Diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thinh giới có hậu gần, hương như vị sắc trần nên lánh. Thì khi mà diệt được nó thì tâm trần thông thả. Đến đó rồi đó thì con người ta được giải thoát tự tại vô ngại. Hai nữa đó thì Đức Thầy nói ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nại thời khắc. Thì cái đó là cái pháp môn tịnh độ. Thầy dạy cho mình hai pháp cùng một lúc, cũng giống như là đôi cánh của một cái con chim vậy đó. Khi nó muốn được bay xa, bay cao thì cái đôi cánh đó nó phải vững chắc, nó phải mạnh mẽ. Đó thì nó mới có thể là tạo được một cái sức mạnh để có nâng thân nó lên, bay lên cái bầu trời tự do, tự tại hơn. Nó thoát khỏi những cái sự nguy hiểm mà đeo bám theo nó. Có nghĩa là vượt bậc, siêu việt. Mình nói vậy thì nó cái từ Phật học thì thấy để mình có thể làm hiểu chân lý Phật Pháp là nó sẽ siêu xuất phàm trần. Cho nên đối với cái người mà tịnh giả ở nơi thế gian này, mà mình muốn tìm cầu một con đường giải thoát rốt ráo đó, thì không gì hơn là thiền tịnh song hành. Thì đó là hai pháp cùng một lúc. Chứ có đôi khi em nghe thì đồng đạo thì nói là Đức Thầy chỉ dạy tịnh độ chứ không dạy thiền. Có đồng đạo thì nói Đức Thầy cũng dạy thiền. Mà thiền của Đức Thầy đó thì đó là bát chánh đạo. Thì nói chung ra cái pháp tu thiền tông thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chứng được tâm minh, và lần đầu tiên mà đến vườn Lộc Quyển Sư Ba La Nại thì Ngài cũng chỉ pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp, và chỉ con đường trung đạo cho mọi người làm theo. Thì pháp tứ đế nó là cái nguồn gốc
Tư Diệu Đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Hay chữ tập đề nay đã mở cửa để đưa vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Thì anh thấy đi, Đức Thầy dạy Tư Diệu Đề rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Chẳng những văn dần nè, ở quyển tư nè, là cái quyển mà anh hỏi đó. Còn cặn kẽ hơn nữa thì Đức Thầy lại dạy giảng ra rất là chi tiết mạch lạc để cho mình dễ hiểu, dễ học và dễ thực hành. Đó là quyển 6, Tôn Chỉ Hành Đạo. Khổ tập diệt đạo, Thầy luận rõ. Khổ gồm các sự khổ trong đời, tập gồm các tập nhân sanh rau quả khổ. Đó, đạo là 8 con đường chánh. Đó là diệt là phương pháp diệt khổ để hưởng quả niết bàn. Đó thì anh thấy Đức Thầy dạy em nói không có còn thiếu gì trơn, mà để tâm mà mình nghiên cứu rồi mình mới thấy được. Là như thế này, đối với cái sự hiểu biết giáo lý của đệ á, thì nói một ngày cũng chưa hết một hai câu của thầy nữa. Đúng rồi. Nếu mà hiểu sâu, vì giáo lý của thầy sâu lắm, nhưng mà bây giờ hiện tại á, ở trên mạng xã hội bây giờ á, thì đã lộ ra hết. Nghĩa là hỷ nộ ái ố tham sân si về hiện tượng của bé Tường Lam đó, vì nghĩa là người thì chê, người thì khen, người thì nghĩa là phản biện, người thì ủng hộ, rồi nghĩa là người cho chánh cho tà. Theo ý của em bây giờ là cái vấn đề đó, em có cái tư tưởng hay là có lời lý giải nào cho nó nghĩa là phù hợp với vấn đề này trên mạng xã hội đang nóng bây giờ, để nghĩa nói cái quan điểm của mình ra để nghe. Để phân tích từng cái tại sao người ta sân như vậy, rồi tại sao người ta ủng hộ như vậy, người ta thương mến như vậy, rồi người ta là chửi rủa nữa. Anh Năm biết ở trong Phật pháp á, thì cái phép tùy duyên là một cái phương pháp mà nó căn bản, và nếu mà mình nói đến vận dụng để mình tu tập đó thì đó là tối cần. Vì sao? Tất cả đến đi đều là duyên hết. Duyên đến thì lại hiệp, mà duyên đi thì tan. Cho nên cái cõi thế gian này, anh thấy mình sống ở cái cõi Tao Bà là cõi kham nhẫn mà. Cho nên nghiệp duyên nó trùng trùng. Cho nên hễ nói đến Phật pháp thì thế gian pháp là Phật pháp. Tất cả những cái pháp thế gian này, khi người ta mà mới học đạo thì lúc mà em còn vô học giáo lý rồi đó, rồi cái mình cứ học, mình học ngày này ngày nọ ngày khác ngày kia, cứ luyện sao mà cho nhớ được rất là nhiều kinh điển của nhà Phật, để mình có thể là khi mà giao tiếp với tất cả mọi người anh em bàn với luận đặng coi chân lý á, thì người ta sẽ hiểu mình là cái người mà đa văn quảng kiến, cái người học rộng hiểu nhiều. Thì người ta rất là thương mến mình, cũng nhằm cái mục đích là muốn làm sao tạo ra được những cái tình cảm mà gắn bó, kết nối cái thiện duyên đó đó. Cho nên đó, mình mới cố gắng mình học ngày học đêm. Nhưng mà sau khi đó, khi học ngày học đêm rồi đó, thì nó lại là chưa có thể nhập được vào trong cái chân lý của đạo. Mà Đức Thầy nói, thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ở nơi tim ốc sát phàm, ai biết chi dự phải, cứ làm sao mới biết a phàm e thánh. Đức Lục Tổ ít ai dám sánh, người ố dốt mà nói pháp quá rành, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Chuyện cổ tích cần chi phải thạo, diệt qua rồi nhắc lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Thì tới cái điểm đích của nó là lúc đó, đó là mình áp dụng giáo lý vào trong cái đời sống tu tập của mình. Ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì ra ngoài. Đó, mà cứ nam mô miệng niệm hàng ngày, lánh lời vô mỹ, học rài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím, oán hờn cũng không. Đó thì như vậy đó, đi đến cái chỗ mà vô vi chân pháp rồi đó, thì lúc đó anh mới thấy được giữa cái mà mình học hay, nói giỏi, lần nhiều, thì đó cũng là một nguyên nhân nếu mà mình chưa làm chủ được cái tâm thức của mình. Bởi vì khi mà con người ta mà không có được bình an á, là do đâu? Là do thị phi bị thử, đúng sai phải trái. Nó cứ là một cái pháp đối với nhau hoài à. Hễ anh cho anh đúng, cái người kia sai, thì anh Năm đâu có bao giờ mà hòa đồng cái chân lý để đi vào trong thể một mà không phải là nhị nguyên. Thí dụ như bây giờ cái ly nước này của anh Năm nè,
cái ly nước này của đệ nè, hai ly nước này nó sẽ là hai ly nước riêng rồi đó. Đúng. Nhưng mà đúng. Nếu mà anh Năm biết nói cái thể nước này cũng là nước, em cũng nói nước này cũng là nước, thì hai anh em mình cũng uống chung một ly thì nó chính là nước. Thì mình chỉ hiểu nước vậy thôi, chứ nó không phải là nước của anh Năm mà nước của Đại Nghĩa, nó phân chia ra như vậy. Cho nên nó chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta cũng đừng phân biệt với người, dẹp năm tên được mấy mừng cười, vô pháp tướng mà là thật tướng. Thì cái điểm đến của giáo lý nhà Phật á, mà con người ta muốn đạt đến chỗ bình an, vô sự, tự tại vô ngại đó, là phải tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nó như vậy đó. Cho nên á, cái này là mình không có tiêu tai tịnh sự, mà cái sự nó quá nhiều rồi. Mà Đức Thầy nói lọc lẻ tà tâm, sự đứng đầu. Anh thấy không, mọi sự việc á, thì mình suy nghĩ là cũng giống như là cái lúc mà em mới học đạo vậy đó. Em học cho nó nhiều, học cho thông thái rồi, cái ra có đôi khi những cái người mà người ta không biết đó, thì mình không có đứng trên cái tinh thần là từ bi hỷ xả của nhà Phật, để mình có thể là đem lại cái giáo pháp mà bình hòa giống như Đức Phật. Đức Phật thì xuống rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa giống bác ái gieo sâu vô tận, để làm sao đó tất cả mọi người đều là một. Mà Đức Thầy nói tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cái câu này nó hay tuyệt đích luôn, trong 8 điều răn cấm mà ai giữ được cái câu mà ta phải hãy thương yêu lẫn nhau như con một cha. Nếu em với anh là con một cha, em có làm gì làm lỗi, anh Năm sẽ sẵn sàng tha thứ một cách rất là dễ dàng. Còn nếu không phải là con một cha thì sao? Nó lại thì khác rồi đó, nó ghét nhau liền. Mà hãy mắc khổ thứ bảy, đoạn thứ bảy khổ quan nắng hội, hãy gặp nhau mắc tự kim châm, mắc tự kim châm làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế, diễn ra mãi mãi thì nó đâu là bình an. Có đôi lúc á, anh biết không, cái thất bại của đệ hồi trước á, là đệ học giỏi lắm. Đệ cứ phải là khi mà mình mới vào đạo, mình học rồi đó, thì mình mong muốn làm sao đó mình phải hơn người, phải thành tài đi, nói tóm là thành tài, mình phải hơn người, tức là mình mong muốn là mình sẽ thành Phật tương lai. Cho nên mình học ngày học đêm, hễ ăn cơm xong rồi đó, bỏ chén cơm xuống là cứ ôm cái cuốn giáo lý là học. Đó. Cho đến một cái món quà mà nó làm cho em rất là phấn khích là sau khi chùa mà mở cái khóa học thứ ba đó, khóa ba đó, là năm 2000, thì lúc đó em đi qua em học là cái khóa đó đông nhất từ trước tới nay, mà chưa có cái khóa nào vượt qua được cái sĩ số học viên mà từ ở miền Trung mà đổ dài về tới mũi Cà Mau mà lên học cái khóa đó, là 511 học viên. Mà em nói ra là không phải khoe, để mình mới thấy được trong cái thất bại nó mới có cái kinh nghiệm. Thì em lại là cái người mà tham gia cái khóa học đó, mà anh biết khi vào học đó nhìn lên chân dung thầy rồi đó, thì mong muốn làm sao Phật ơi Phật độ cho con cố gắng học, để con có thể là so bằng với anh em kia bị viện ta tu sĩ, ta bới tóm cùng mình là cư sĩ mà rồi đó. Cả 500 người. 500 người lắm. Chứ đâu phải ít đâu mà mình so sánh được. Phải không? Dạ. Thì do cái sự thành tâm của mình, sự nguyện cầu của mình, rồi cố gắng năng nổ học tập. Trong khi người ta ngủ đó là em thức, em nằm võng suốt 15 ngày. Em nằm võng không, em không có dám vô mùng em ngủ. Em sợ ngủ quên rồi mình không học được. Vô tình cái khóa đó em lại là đạt đầu. Thủ khoa. Thì từ cái thủ khoa đó em muốn bảo vệ chức thủ khoa của mình đó, cho con, cái cho danh nó, thể cho thủ khoa của luôn. Mình đó, cho nó xứng đáng đó. Thì em lại lạc vào trong cái chỗ là tranh lớn với luận nhiều lắm. Vì gì đi lại đây mà thủ khoa mà nói chuyện mà thua cái ông này sao được. Đó, cho nên chính vì đó mà nó nảy sinh ra cái ý kiến bảo thủ. Rồi đó thì ai nói gì đó thì mình phải làm sao mình lý luận, ta nói tiểu thừa mình phải nói đại thừa. Để chi? Để cho biết rằng tôi thủ khoa phải dạng dừa đâu. cứ nhiều đó. Mà làm cho cái tâm thức bất an. Có những trận mà em bàn với luận những cái anh mà người ta hiểu biết về chân lý kha khá một chút xíu, người ta nói về lý đại thừa mà mình không thể nào mà mình dùng ngôn ngữ để mình nói lại được đâu. Cho nên phải về, dùng ngôn ngữ của Phật. Cho nên Pháp. Dùng những cái thuật ngữ rồi về phải là từ điển. Rồi còn phải ngồi trong lúc đó, nó người ta ngồi tĩnh tọa để người ta an tâm, thì em lại ngồi tĩnh tọa để tìm ra những cái giải pháp hóa giải được những cái câu mà thắc mắc của cái người này. Rồi trong cái thời cúng Nam Mô Nhất Nguyện Cầu, Nam Mô Nhị Nguyện Cầu, Nam Mô Tam Nguyện Cầu, nhưng mà cứ nhớ ông này bữa đó ông nói cái câu đó mà tại sao mình giải không được.
mình nên coi sách nào, kinh nào, mình nghe băng nào. Đó, nó cứ lại lòng vòng nó tìm những cái trí mưu làm sao mà nó có thể là hạ được cái anh này thì mình mới vừa ý. Thì anh nghĩ thôi, mình có thể là bình an hay không. Cho nên nói từ nãy giờ dông dài để chi? Để mình mới hiểu được. Coi như thì... mở rộng ra chút phải không? Đi vòng vòng chút. Mình mới hiểu được cái thất bại của mình đó là mình chạy theo cái hữu tướng ở bên ngoài. Tức là cái giả danh của thế gian đó, nó gạt mình. Cái dòng niệm đó là do cái sự mà nó bắt buộc con người ta cứ chạy lòng vòng hết cái này tới cái nọ, hết cái nọ tới cái kia. Chứ thực chất đó thì Đức Lục Tổ ngày tu chỉ có 8 tháng thôi. Ngày tu chỉ có 8 tháng thôi thì em đã đọc một đoạn mà Đức Lục Tổ ít ai dám sánh rồi đó, thì anh biết rồi, nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Tất cả mọi cái việc ở thế gian này đều là vọng duyên hết. Đều là pháp để mình tu hết. Cho nên khi mà cái người mà mình đứng ở cái góc độ mà mình tranh với luận để tô điểm cho cái danh thể mình á, thì anh thấy không bao giờ mình nhập tâm nổi đâu. Cho nên á, cái người mà mình suy nghĩ kỹ từ những cái thất bại đó đó, mình mới nhìn ra được à, thì ra Phật pháp đâu có cho làm vậy. Mình thắng người đó thì như vậy đạo lực từ bi hỷ xả của mình ở đâu. Còn mình chấp nhận mình thua người đó, để mình nhường người đó trong cái đức tính khiêm hại của mình, nhưng mà mình đừng có sanh cái lòng sân hận á, thì lúc đó là mình sẽ thành tựu được cái pháp nhẫn. Mà nhẫn cho đến khi nào mà nó là vô sanh pháp nhẫn thì cái người đó là chứng quả Bồ Tát. Cho nên em nói đó, trong Phật pháp nó cao sâu quyền diệu lắm. Rồi từ những cái thất bại ban đầu đó anh Năm, em mới có cái nhìn thật thể mà tại sao cái lúc sau này anh thấy em cộng tác dài với giáo hội là mười mấy năm, nhưng mà bây giờ đó em trở thành là một cái người mà anh Năm thấy rất là bình thường. Hàng ngày em cứ phải sống với gia đình rồi lo ở trong ngoài đó, làm tiếp vợ con này nọ, làm tiếp anh em chu toàn mọi việc đó, rồi cũng giữ đạo tâm của mình là ăn chay cũng lại làm lành niệm Phật. Hàng ngày khi em rảnh đó thì người ta thì sắm xe người ta đi chơi, còn em thì anh Năm sao thấy đó, sắm rồi cái chiếc xe để chạy đi hút đinh. Có đôi khi em phải lên núi á, em thấy những cái chỗ mà cúng bái mà bà con lên giếng rồi cái không có chỗ để mà để rác thải cho nó có thứ tự á, thì chai nước hộp cơm này nọ đồ dung giải nhiều quá thì mình cũng phải đi lượm. Đó là những ngày lễ á, thì người ta đến lễ thầy á, thì ở cái dãy cầu ở phía sau á, mà không đủ để đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của bà con thì mình cũng phải đi rửa hàng ngày đó. Cái đó có người nói chàng ơi, ông học giáo lý rất là giỏi luôn mà ông từng là cái người mà đi giảng bài, tại sao ông không có đi giảng giải giáo lý cho người ta nghe mà ông đi làm những cái gì đi lụm rác lụm đinh rồi đi lau nhà cầu đồ này nọ. Nhưng mà tất cả đều là đạo hết anh Năm. Nếu mà mình hiểu được cái chỗ mà mình làm đó, thì con người ta đi đến chỗ mà tuyệt đích của đạo Phật đó là phải vô ngã vị tha. Bốn chữ thôi, vô ngã vị tha. Nhưng mà nếu ai được như vậy đó thì bình thường tâm là đạo. Đó, cho nên đó, Ngài Di Ma Cật Ngài mới nói là một câu là dục tu tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Muốn về cõi Phật thanh tịnh, trước phải làm cho tâm mình thanh tịnh. Mà hãy tâm mình thanh tịnh thì cửa Phật hiện ra trước mục tiền. Cho nên cái vấn đề bây giờ đó, thì lên YouTube mà truyền bá Phật pháp á, thì em thấy cái phước nhân nó tăng trưởng nhiều lắm. Đúng đúng. Nhưng mà có đôi khi á, anh biết á, là cái gì nó cũng có hai mặt. Nếu mà mình làm đúng ha, làm đúng thì anh sẽ hưởng được cái lợi, mà nếu mà mình làm hơi quá đúng, nó quá cái đúng đi thì nó trở thành cái tác dụng phụ, uống quá liều cũng giống như người ta nói uống thuốc quá liều. Thì đa văn thế nào anh cũng phải loạn ngữ. Cho nên gần đây em thấy có một số về dư luận anh em có, em cũng thường hay lên YouTube em theo dõi. Nhưng mà có điều thì em không có dám nói. Em có dám nói là như thế này thôi. Tại vì thầy dạy mình ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Mà tự mỗi người nên thắp đuốc lên mà đi. Rồi đó mình hằng ngày đó mình cứ phải là trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Cho nên có một số thì người ta tích cực ý nghĩ
Còn có một số thì người ta tiêu cực, cho nên giữa cái tích cực và cái tiêu cực đó mà nó gây ra cái pháp đối hoài hả? Đúng, đúng. Một số đồng đạo thì nói bé Tường Lam như thế này, một số thì lại là nói khác hơn. Đúng. Cái người có thiện cảm thì cho là Tường Lam nó có thiện căn sâu, tương lai nó sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Ừ. Đó. Hiện tại thì thấy em nó làm quá tốt, là những cái nhân lành không hả? À? Cái hạnh Bồ Tát đi. À, cái hạnh của em nó như vậy. Như là hạnh Bồ Tát chứ không phải là Bồ Tát. Dạ, học hạnh Bồ Tát. Đúng, đúng đó. Chứ không đó, phải như Bồ Tát được. Bồ Tát thì phải là lục độ vạn hạnh các ngày. Rồi còn phải thập trụ, thập địa, thập hồi hướng. Nhiều lắm, thập tính. Tức là mình học được cái hạnh của Bồ Tát đó thì phải xem lại kinh điển thì mình mới thấy được Bồ Tát không có dễ làm đâu. Ngoài cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, sáu pháp đó mà phải là sáu pháp ba la mật. Cái chữ ba la mật đó anh Năm hiểu nó theo cái danh từ Phật học đó là đáo biển ngàn. Tức là bố thí, mà bố thí phải là bố thí bất nghịch ý, bố thí vô quý á. Vô quý thí ra đó mới chứng được ba la mật là đáo bỉ ngạn. Bố thí mà được là về bên cõi Phật, mà như ngữ cái tòa sen cũng giống như là Đức Thầy nói là khảo tâm bố thí ngọc tòa được lên đó. Cái bố thí đó đó ở cho cha mẹ ngợi khen, giúp người lâm nạn, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm đó. rồi giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đó mà phải bố thí xả thân. Đời xưa có Ngũ Duyên Kỳ đem tài học thuốc hiến thì cho dân, người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng danh được giờ. Bố thí mà cái dạng người ta không có kể tới cái công, không có nói lên cái danh thể của mình, cứ âm thầm lặng lẽ vậy đó, làm cho đời đó để đền đáp được cái công ơn mà mình đã thọ nhận ở trong cái thế gian này. Đó, cho nên em nói anh là bố thí đó đó mới thật sự là hạnh Bồ Tát. Rồi còn phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ nữa, phải ba la mật hết. Như vậy nó mới đạt đến cái hạnh của Bồ Tát. Còn đây là anh em mình chỉ học thôi. Học theo Bồ Tát để mình làm được cái gì đó thì mình làm, cũng giống như bây giờ anh em mình nói sao mà ông đó ông tu, và ông nói là giáo lý của nhà Phật dạy giải thoát, mà tôi thấy ông còn kẹt cái chuyện này, còn kẹt cái chuyện kia, còn kẹt cái chuyện nọ. Nhưng mà thầy dạy mình hay lắm anh, đường đạo đức bước đi từ đất, giải thoát từng phần. Thế bây giờ mà anh Năm bước vào đạo rồi đó, mình đọc lại cái giới luật của Đức Thầy, mình thấy nó mình còn dính cái chuyện lắm. Gì? Thì bắt đầu hôm nay mình sửa chưa được anh Năm. Thì ngày mai mình phấn đấu làm sao, mình cố gắng mình sửa cho bằng được. Hồi trước uống rượu, bây giờ vô đạo không uống rượu. Giải thoát được cái uống rượu đó. Đó, tức là cái gì mà mình thấy mình còn nhiễm trần đắm trượt mà mình chưa có thể là cắt được nó, thì mình phải phấn đấu làm sao ngày nay cắt được, ngày mai cắt được, ngày mốt cắt chừng nào cho đến lúc mà mình đã dứt được nó, ấy là giải thoát, thì sắc trần mới khỏi đò đài. Đó là cái điểm đến của mình. Hiểu được cái đỉnh điểm giải thoát như vậy đó, thì con người ta lúc nào cũng phải phấn đấu tu học hết. Cho nên nói đến cái chỗ mà anh hỏi đó, thì từ nãy giờ em nói đó là để làm gì? Cái hiểu của em á, mà nhận định bé Tường Lam đúng hay sai đó, thì nếu mà đưa lên trên cộng đồng mạng á, thì anh em người ta mà có duyên với đệ á, thì người ta sẽ đồng ý đó. Đúng. Còn nếu mà cái người ta mà không đứng về phía đệ, thấy cái lời nói của đệ nó chưa hợp với cái thiện duyên của người đó, thì họ cho là sai. Thì một bên đúng một bên sai thì sao? Không bao giờ đi đến chỗ là bình an được đâu. Không bao giờ đi đến chỗ là pháp không hai được đâu. Nó còn ở bến bờ nhị nguyên thì cái đối tác, đối xứng nè, đối cảnh nè, đó, rồi đối tượng với nhau. Thì như vậy đó, là nó sanh ra cái pháp đối, hễ trắng thì có đen, hễ đúng thì có sai, hễ bị thì có thử. Nó cứ như vậy hoài mà nó lòng vòng. Cho nên em nói bây giờ đó, thì tất cả mọi người anh em mà khi mới bước vào đạo mà mình học giáo lý á, cái bước đầu mà mình học á, thì nó sẽ có những cái mà mình bàn bạc với nhau như thế này. Thế này là đúng, thế này là sai. Đó. Thế này là thiện, thế này là ác, thế này là chánh, thế này là tà. Cứ như vậy hoài mà nó sẽ sanh ra cái ý niệm là không đi đến cái chỗ là được bình thường. Cho nên đó, khi mà em có những cái thất bại như vậy đó, mình mới thấy được đạo là không có sự tranh cãi đó.
đúng hay sai đều do cái góc độ của con người và đều do cái trình độ, cái căn cơ của cái người đó hành trì. Ví dụ như bây giờ em nói anh Năm ngồi ở bên đây, anh Năm thấy cái ly này có bông, nhưng mà em ngồi phía bên này em thấy cái ly này đâu có bông. Cái anh Năm nói tôi thấy cái ly đó có bông nghe đệ. Em cãi lại, em nói anh Năm à, em ngồi em thấy ràng ràng đây trước mắt em đây nè, cái ly này nó không có bông. Thì đó là sao? Đó là cái thấy của mỗi người nó ở góc độ khác nhau nè anh Năm. Đúng. Phải không? Như vậy thì chánh nó cũng nên là đến cái chỗ đỉnh điểm con người ta phải thực hiện. Tà thì con người ta thấy đó để loại trừ nó đi. Khi nào mà tâm mà được duyên thông rồi đó, chánh tà hòa lại mà nó đứng nó nhìn được rõ ràng chánh tà rồi, mà con người ta không ra sanh ra cái ý niệm phân biệt ngăn ngã giữa người và ta nữa. Thì chính nó là gì? Như như bát nhã. Cho nên bây giờ đó thì hai người đó giữa cái là thiện và giữa cái là không thiện, giữa cái đúng giữa cái sai thì cứ gây ra cái cự cãi hoài. Nhưng mà làm sao để mình biết được mình là đúng, làm sao biết được mình là sai? Đó, cái đó mới cái khó đó. Cái đó mới là cái mà bây giờ đó thì mỗi người anh em đồng đạo của chúng ta, mà thầy nói là hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Ha, mà mình suy nghĩ, mình tư duy coi, thí dụ như bây giờ nếu mà mình bảo vệ, mình nói cái này là đúng thì ông kia ông sai. Mà mình quyết làm sao mà mình nói cho ông đó ông phải hiểu được là ông sai. Thì ông sẽ buồn bực rồi ông lại là nảy sinh ra cái ý là trả đũa với mình. Ông gây hấn với mình. Đó, ông kiếm cách ông trả thù. Đó, thì như vậy đó, mình bảo vệ cho mình, mà nếu mà ông này trả thù đó thì mình phải tự vệ. Mà hãy mà mình tự vệ rồi đó thì anh sẽ thấy sao? Nó sanh ra cái bất an, cái lo lắng, ưu lự đủ thứ chuyện hết trơn á. Mà hạ nhục cái ông đó trước đám đông ta, lên cộng đồng mạng nói cái người này đúng, người này sai. Rồi em hỏi anh cái tình đạo Phật nó ở đâu? Trong khi đó học câu hỷ xả đại từ nôi ngư nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Nói tôi phải là theo tôi tu rằng tôi đạt sau này đó là tôi về Phật. Mà hỏi vậy chứ ông Phật mà làm cho người ta phải đau khổ vậy. Trong khi đó đức bi của nhà Phật á, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội thì Phật chẳng vì thế sanh lòng ghét bỏ, lại thương xót khôn cùng. Ông Phật mà ông thấy cái người nào đó mà lầm lỗi rồi đó, ông thương nhiều hơn nữa phải không? Ông lại thương nhiều hơn nữa, cái đức bi của Phật là như vậy. Cho nên bây giờ đó, anh hỏi em thì về bé Tường Lam á, thì em cứ nghĩ là từ trước tới giờ đó có rất nhiều sự vật, sự việc và hiện tượng. Không phải một bé Tường Lam này đâu. Đúng. Anh. Nó rất là nhiều những cái đứa em khác. Đứa em ở trong tri tôn, nó cũng có mới có 5-6 tuổi gì đó. 8 tuổi thì 8 tuổi đó. Và nó cũng thuộc kinh kệ, nó cũng đọc lào lào hết trơn giáo lý thầy. Đó. Rồi bé Như Ý, rồi nào là bé Kim Chi, nào là cái nhóm sen nhí đồ đó. Thì anh thấy là những cái đứa cháu mà nó có thiện căn mà cha mẹ đã cho ăn chay. Đó. Rồi tánh tình thì rất là ngoan hiền. Đó. Rồi thuộc giáo lý thầy. Đó. Rồi lên diễn đàn cũng gặp bà con trao đổi, cũng kể những cái mẫu chuyện bên thầy. Thôi ôi, mình thấy thương biết bao nhiêu mà nói, phải không? Đúng, cái đường đó thì mà... bé Tường Lam nó cũng như vậy. Nhưng mà có điều ở đợt gần đây thì em chỉ xem để mình biết, mình học thêm những cái sự việc hiện tượng ở thế gian, rồi từ đó đó mình cố gắng coi mình có thể là mình dùng cái trí năng mà Đức Thầy dạy mình, đó là đem hết trí năng tri cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét, tránh sự lạc lầm trong khi phê đoán bất cứ việc gì dù của mình hay của khác. Sự quan sát cực điểm, cách xét đoán tận tường, tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét lầm lạc sai chạy. Hay quá. Cho nên cái đó là cái chánh kiến mà Đức Thầy dạy mình đó. Thì Đức Thầy nói đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Cho nên bây giờ đó, bé Tường Lam thì bé cũng thấy hiền, phước tướng đồ thì cũng có. Ha. Nhưng mà có điều thì sau này em thấy là như là kể lại giai đoạn là biết trước là Nico, rồi kiếp trước là Phật, thì cái đó không có cơ sở. Tại vì khi con người mà chưa chứng được tâm minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh như Phật đó, thì không thể nào mà nhìn được ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai được.
Cho nên nó chỉ có những cái người mà đã chứng được tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông rồi, đắc quả Phật đó, mới có thể là nhìn thấu được cái kiếp trước của mình là ai và tương lai mình như thế nào. Nhưng mà đặc biệt có một điều thì lại là bé, thì bé nói là bé biết được cái chú Phú này nè, sống 87 tuổi. nhìn người mà biết được là cái người đó, họ nhìn trong trán người đó họ hiện lên cái con số đó, thì cái này nó trừu tượng quá. Mà cái đó có thể là lỡ lời hay không, hay là đã có thể là biết được như vậy, sự linh thiêng như cái vậy. Cái này thì em thấy như là trong nhà Phật thì em chưa có một cái kinh nghiệm nào, chưa có một cái lý thuyết nào, hay chưa có một cái trường hợp nào mà có thể là chỉ rõ rằng khi mà cái người ta mà đạt đến cái chỗ đó, mà nhìn cái người đó mà biết được cái huệ mạng người đó, cái thọ mạng người đó sống bao nhiêu. Tại vì sao? Em đã nói là chữ tùy duyên rồi, anh Nam biết rồi đó. Thì cái người này thí dụ như họ yểu số đi, nhưng mà khi họ làm phước tăng số lại, họ phóng sanh, họ làm lành, có hiếu với cha mẹ, thì cái phước đó họ lại tăng trưởng lên. Đúng. Cũng có một cái câu chuyện, cái ông thầy này, ông nhận vô một sa di, thì ông thấy cái chú sa di này cái yểu tướng tới rồi, từng lễ nữa là không qua khỏi đó, cho nên nó thôi con ơi, con khăn gói về nhà đó, con từ biệt với cha mẹ được, anh em dòng họ đi, thầy coi rằng con không có thể là sống qua được tuần nữa đâu. Thì cái chú sa di này nghe thầy nói vậy rồi đó, cũng tin lời, tại vì thầy mình là một cái người mà tu tập đã lâu năm rồi, nghĩ đâu là ông đã có huệ rồi đó mà, theo cái từ dân gian mà mình hiểu vậy. Thì đứa em này nó không có buồn bã gì hết, mà thầy nói là phải nghe, cho nên nó phải nghe lời thầy trở về gia đình, để rồi từ biệt tất cả mọi người, mình sắp được giả thế rồi, định nghiệp tới đây là hết. Cho nên em nó đi rồi đó thì cũng vô tư thôi, cũng vô tư đi dọc đường cái thấy ổ kiến. Thấy ổ kiến nó trôi theo cái dòng nước, cái em động mối từ tâm đi. Cho nên em mới lấy cái áo em bọc cái ổ kiến, em đem lên trên bờ để giúp cho những cái con kiến đó vượt qua cái cảnh phong ba bão tố đó. Rồi thì em về nhà. Em cũng nói y rang vậy, nhưng mà ngày qua ngày rồi từng lễ thì lại bình an vô sự. Em nói là thầy cho mình lần từng lễ thôi, nhưng mà bây giờ từng lễ mình cũng thấy đâu có gì, thôi trở lại gặp thầy. Thì khi mà trở lại gặp thầy, kể cho thầy nghe cái nguyên nhân trên đường đi về như vậy đó, thì thầy ông mới hiểu ra một điều. Cái số của con người á, nó cũng tùy theo cái phước nhân. Cho nên á, mình bây giờ mà mình dòm cái người này để mình khẳng định á, thì cái điều đó trong kinh Phật á, em không có thấy.